Những ngày qua có quá nhiều quan điểm khác nhau về vụ án hai thiếu niên bị truy tố hình sự khi cướp giật bánh kẹo ở tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị chỉ 45.000 đồng. Nhiều câu hỏi đặt ra, giật bánh kẹo vì đói, liệu có cần thiết phải truy tố ở khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù? Nhưng cũng có người cho rằng không thể mang cái đói để biện minh cho hành vi phạm tội. Các luật sư nói gì về vụ án này? Ghi nhận của VTC14. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức, vụ án cướp tài sản do hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân gây ra có diễn biến như sau. Từ đêm ngày 17 tháng 10 năm 2015 đến sáng ngày 18 tháng 10 năm 2015, hai đối tượng này chơi game trong một quán net. Ngày 18 tháng 10 năm 2015, vì quá đói lại hết tiền nên hai đối tượng bàn nhau đến một tiệm tạp hóa mua bánh và bỏ chạy. Số thức ăn bao gồm 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 3 bọc me và 1 bọc đậu phộng, tổng giá trị 45.000 đồng. Sau khi giả vờ mua số bánh trên, hai đối tượng vẫn ngồi trên xe giật bánh và rồ ga bỏ chạy. Người dân bắt được và hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng theo cáo trạng, với những tình tiết trên, hai đối tượng bị truy tố về tội cướp giật tài sản thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm để cướp giật. Luật sư Nguyễn Thạch Thảo cho rằng, cơ quan tố tụng quận Thủ Đức đã làm đúng quy trình và truy tố đúng tội danh. Những cái hành vi này so sánh với cái điều 136 của luật hình sự, nó thỏa mãn cái tội danh là tội cướp giật tài sản theo quy định của khoản 2. Điều 136 Bộ luật hình sự dùng thủ đoạn nguy hiểm, tức là đối tượng dùng cái phương tiện là xe gắn máy. Xe gắn máy nó là một cái nguồn nguy hiểm cao độ, và khi chúng ta sau khi chúng ta giật xong chúng ta tẩu thoát thì cái hành vi đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người đi đường, cho người bị hại và ngay cả cái người đã giật cái tài sản đó. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, luật sư Đỗ Hải Bình, người được chỉ định bào chữa trong vụ án, cho rằng đối diện với mức án 3 đến 10 năm là quá nghiêm khắc với các đối tượng vị thành niên. Nhất là khi hoàn cảnh của hai em Tân và Tuấn đều thiếu sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình. Ở một góc độ nào đó, nó cũng hơi quá nghiêm khắc, không đúng với cái tinh thần của Bộ luật hình sự. Thì theo cái tinh thần của luật hình sự ở khoảng 4.8, nó quy định rất rõ rằng nếu như một hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng cái tính nguy hiểm cho xã hội nó không có, thì chúng ta cũng không cần thiết phải truy tố và xét xử ở một cái tội danh đó, mà chúng ta có thể xét xử, chúng ta có thể xử lý bằng một hình thức khác. Mà cụ thể rằng trong một việc này, theo tôi nghĩ là chỉ cần xét xử hình thức cảnh cáo. Cái khung hình phạt là áp dụng chung cho tất cả những cái trường hợp vi phạm. Tuy nhiên trong quá trình mà tòa án xem xét xử lý thì sẽ căn cứ vào tùy theo tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của các đối tượng. Việc các em có những cái hành vi là giật những cái tài sản để nhằm mục đích là chống đối thì tôi cho rằng cái hành vi này cũng cần được xem xét. Rất khó để có thể nói vì hoàn cảnh mà thông cảm cho hành vi sai trái của bất kỳ đối tượng nào trong xã hội thượng tôn pháp luật. Nhưng rõ ràng, nếu hai đứa trẻ được giáo dục dạy dỗ ở một hoàn cảnh gia đình khác, hoặc có người chỉ ra cho chúng biết cướp giật bánh kẹo cũng có thể ngồi tù, thì chắc hẳn chúng sẽ không bao giờ đánh đổi 45.000 đồng với 7 tháng tạm giam, và rất có thể là những 5 tháng tù tội kế tiếp.